Mình mong là mọi người hãy nhìn mình và cảnh tỉnh, đừng phạm lỗi như mình, tới một lúc mà hối hận cũng không kịp đâu. Mình hôm nay có duyên gặp được thầy Nhuận Đức ở đây, thầy nói cho mình là đã là đàn ông á thì dám nhận lỗi và khuyên mọi người để cùng nhau sửa cái lỗi lầm. Mình rất quý điều đó nên mình cũng không ngại đâu. Đó, hôm nay Nhuận Đức gặp một cái chú này mà chắc là cũng nhân viên đặc biệt. Thì biết rằng là từ đó giờ mà Nhuận Đức chia sẻ Phật pháp mà thường nói về cái việc thủ dâm là rất đáng sợ. Thì cũng có những người người ta cũng cảm ơn Nhuận Đức lắm, nhưng mà có những người ta cũng chỉ trích, người ta chửi mình luôn, người ta nói làm gì cái đó là có tội. Thì vị biết rằng cái tội lớn nhất là cái gì? Cha mẹ cho mình cái thân mà mình đi hủy hoại cái thân của mình, làm cho thân mình tiêu tụy, già trước tuổi, khô héo, đây là hủy hoại cái thân. Các vị biết rằng có những mối đạo nghe, có khi mà người ta nhớ ơn cha mẹ mà cả tóc người ta còn không dám cắt đó, không chi là mình mà hủy hoại cái thân mình bằng những hành động đó. Nên làm cho bản thân mình khô héo, trí tuệ lu mờ, đây là cái tác hại rất là lớn, cực kỳ lớn luôn. Hôm nay Như Đức gặp một cái chú này, chú gặp Như Đức, chú kể là chú đã từng thủ dâm 7 năm, mà tóc chú giờ là bạc hết, mà là do nhuộm là màu đen. Rồi nó triệu chứng về cơ thể nhiều lắm, khô héo luôn quý vị, rồi bệnh hoạn nặng nề, nói chuyện mà nam mà nói chuyện yếu lắm. Tại vì sao? Vì cái tinh, cái người đàn ông mình nó quý lắm, tinh khí thần nó rất là quý, nó giúp cho mình thông minh và trí tuệ. Nhưng mà mình xả cái đó ra hết rồi thì con người mình nó yếu ớt, phước báo mình nó cạn mỏng. Mà quý vị đọc trong những quyển sách như là Âm Lực Vô Tình hay là quyển sách của Ấn Tổ dạy về những việc tội lỗi của thủ dâm đáng sợ lắm, và nó có những loài quỷ mà hút tinh khí đi theo mình suốt, nó khiến mình phải làm gì hoài với con người mình, giống như mình sống với ma tà quỷ mị, giết rồi con người mình nó không ngóc đầu lên được, phước duyên mình bị tổn mất đi, tội lỗi nó tăng lên mà phước duyên thì tổn, giết rồi sự nghiệp mình nó không phát thành đạt gì đâu. Nên những đứa gặp chú này, những đứa khuyên chú, những đứa nói rằng chú nên nói sự thật về cái chuyện thủ dâm của chú để cảnh tỉnh cái lớp trẻ sau này rất nhiều. Như Đức mong rằng qua những cái công đoạn này giúp cho chú chuyển nghiệp và con người chú phấn chấn lên, phước báo chứ tăng lên, duyên chú tăng lên. Mà chú cũng còn đang làm việc xã hội đó quý vị, làm việc xã hội. Nhưng mà Như Đức khuyên chú, mình là người đàn ông phải dám đối diện sự thật. Cái quan trọng là năng lực của chú, cái năng lực làm việc của chú chân thật, dù chú làm sai về cái chuyện cá nhân, về thủ dâm là cá nhân thôi. Nhưng mà chú làm việc thì chú nhiệt tình, không có ai mà đi bỏ người vậy đâu. Người ta hôm nay người ta làm sai vì cái cá nhân đó, mà mong nhiều người trẻ coi được công đoạn này, hoặc ông bà cha mẹ mà để nhắc con cháu coi qua công đoạn này để đừng làm những điều này. Đó là điều hành động của người đàn ông rất là tốt. Có nhiều người ta ngại lắm, ta không có dám nói gì để quay phim lên đâu. Nhưng mà những đứa khuyên chú này, chú nên giúp nhiều người lớp trẻ bây giờ. Vì cái tình trạng thủ dâm bây giờ nó nhiều lắm, mà nhiều người nó cho rằng thủ dâm là một cái việc bình thường, và thủ dâm là một cái việc mà về tâm lý nó không có gì tác hại, nhưng nếu mà lâu ngày thì sẽ sanh tác hại rất là lớn. Như chú này 7 năm là sanh tác hại nhiều. Những đứa gặp nhiều người mà chính mắt những đứa gặp trẻ mà nó như ông già bà già vậy đó, tóc bạc hết, da khô hết, người hôi hám, tự nhiên nó sanh nhiều triệu chứng hôi hám, người hôi ghê lắm. Rồi bạn bè tốt đánh xa, bạn bè hư thì lỡ găng. Thì những đứa thấy chú này thì ổng cũng còn duyên phước, nên từ đó những đứa rủ chú làm đoạn ký sự này để nhắc nhở nhiều người. Tại vì cái việc này những đứa biết nó tác hại rồi,
Mà cả có nhiều người á, người ta cũng là có một vị này là ca sĩ luôn á, cũng nổi tiếng. Mà khi nghe Nhật Đức nói tới cái đoạn mà thủ dâm, rất là phản bác, rất là tức. Nói Nhật Đức nói tào lao. Nên những điều này á, quý vị biết, chỉ cần mình hiểu một chút thôi, xin thưa quý vị, chúng ta sẽ nhận thức được rằng một con người bình thường hiểu biết, không ai đi làm cái chuyện tự nhiên, đi làm tâm lý mình bằng cách như vậy chứ, thì làm sao mà đúng được quý vị. Chắc chắn nó là sai rồi, và cái tác hại là rõ ràng. Bây giờ qua cái điều chia sẻ của những đức gọn ngắn một chút, và những đức mời chú thấy không, kể lại những việc bản thân mình sai quấy mình dám kể. Trong nhà Phật có câu nói, sám hối là gì? Sám là nói ra, nói ra để bản thân người ta đừng làm giống mình nữa. Hối hối là ngưng lại. Những đức cầu Tam Bảo gia hộ cho chú từ hôm nay, qua công đoạn này được Tam Bảo gia hộ cho chú, chú dừng lại hết cái điều tội lỗi đó, và giúp cho chú duyên phước tăng lên. Qua công đoạn này nhiều người coi, duyên phước chú tăng lên, nghiệp chướng chú tiêu trừ, con người chú phấn chấn lên, dám đối diện sự thật. Và những đức mong rất nhiều người làm việc sai dám đối diện sự thật. Tại việc này mình làm sai mà nhiều người làm khổ cho người ta, nên bản thân của mình mong cho người ta đừng làm giống cái việc của mình. Giống như có ông cha này, ông chích xì ke 25 năm. Cái cách mà ông dạy con ông đúng là lạ thiệt mà hay. Ông có hai thằng con trai, ông kêu hai thằng con trai ông lại, ông chích xì ke trước mặt hai thằng con trai ông luôn. Xong ông nói rằng, cha nè, chích xì ke 20 mấy năm, cha bây giờ muốn bỏ cái này mà bỏ không được, khổ đau vô cùng. Bây giờ cha chích trước mặt hai con cho hai con coi. Coi xong nếu hai con mà chích xì ke đó là chuyện của hai con. Còn nếu như thấy cái khổ này đừng bước vào, đừng thử dù chỉ một lần. Cuối cùng sau này ông chết đi lúc ông khoảng cỡ 52 tuổi, 50 tuổi. Thì được hộ niệm những đức giúp cho ông. Và hai thằng con trai ông đi tu hết luôn, không chích xì ke. Cái cách dạy rất đặc biệt chưa. Nhiều người thì người ta chích xì ke, người ta giấu con người ta, nhưng con người ta để ý và đi tìm hiểu và học theo. Còn cái này ông dám làm trước mặt con luôn. Sau này hai đứa con đi tu không chích xì ke. Nên con người mình có những việc sai, như bản thân những đức đâu có hay ho gì đâu. Ngoài đời ngày xưa những đức ăn nhậu bê tha gái gú, làm đủ điều sai quấy hết chứ. Quá trời nhiều điều sai quấy, ích kỷ nhỏ mọn, gạt gẫm người ta, làm nhiều điều sai lắm. Nhưng mà chưa đến nỗi ăn trộm ăn cướp, nhưng mà thấy ai rớt đồ lụm dám lấy luôn. Ăn cắp đồ, không phải ăn cắp mà là người ta rớt là lụm lấy không trả. Xấu thấy chưa, biết mình không biết người. Nó, đó là cái hành động xấu. Bản thân như thế cũng có rất là nhiều. Nhưng mà khi học Phật rồi, những đức điều chỉnh sửa lại, thì tự nhiên thay đổi cuộc đời những đức. Những đức mong rằng chú này cũng vậy, dám nói ra điều sai của mình để chỉnh sửa, đổi cuộc đời của mình luôn, sửa đổi lỗi lầm, thấy không, phước duyên nó tăng lên. Và những đức mời chú nói những điều mà mình hồi đó mà mấy năm chờ thủ dâm sao sao, dám nói thật. Rồi bây giờ cái triệu chứng bệnh hoạn sao sao, nói thật lên, thấy không. Năm nay mình 33 tuổi, nhưng mà trong khoảng thời gian 10 năm trước lúc mà mình 23 tuổi thì mình có một cái thói quen, đó là thủ dâm. Thường hay xem những phim đen rồi làm những hành động tổn hại tới thân thể. Nhưng mà lúc đó mình không biết, thật sự mình không biết đó là cái hành động mà tự làm hại bản thân của mình. Cha mẹ mình sinh mình ra cơ thể lành lặn, khỏe khoắn, nhưng mà chỉ vì nghe lời bạn và xem những ở trên báo, người ta nói là thủ dâm giúp cho cái tinh thần mình là giảm stress. Nhưng mà thật sự mình không biết đó là tàn phá thân thể mình, là làm cho cơ thể của mình héo mòn dần. Gần 7 năm mà ở nhà lúc nào cũng tưởng là ba mẹ lúc nào cũng tưởng là mình là con ngoan, nhưng mà thật sự không biết là mình đã nhiễm cái thói hư thật xấu rất là lâu. Mình đã làm chuyện xấu này ở nhiều chỗ, nhiều nơi lắm, mà mình không biết thật sự cái tác hại của nó. Mà có những nơi như là chùa chiền cũng có, và những nơi hút thuốc mình tới, nhưng mà mình
vẫn không biết được, mình cứ sống mãi trong cái dục vọng đó mà không có ai nói cho được mình, nói cho mình biết được cái tội lỗi mà mình đã phạm. Rồi tới một lúc đó, tháng 12 năm 2023, mình có đọc được sách của sư tổ Ấn Quang về tác hại của thủ dâm. Và khi mình đọc lên đó, mình đọc được, mình biết được đó, lúc đó mình đau khổ lắm. Lúc đó là cơ thể của mình là mình bệnh đủ thứ, mình bệnh bú cổ, rồi bị đau đầu, tay chân của mình nổi lên những cái hột mụn. Rồi từ một chàng thanh niên 60 mấy ký mà nay mình chỉ còn 52 ký thôi. Tóc của mình bạc trắng hết, nhưng mà tại mình đi làm công tác xã hội nên là mình nhuộm, chứ thực chất ra mình cũng muốn để tóc bạc lắm. Cái lúc mà mình đọc được sách của thầy, của sư tổ và sách Âm Lực Vô Tình, thì mình mới biết là mình đã tự tiêu hao cái phước báo và cái tinh tủy của mình. Bây giờ cơ thể của mình nó yếu mà mệt mà không ngủ được, rồi bệnh tật nữa, mình làm tổn hại tới gia đình rất nhiều. Giờ đây mình chỉ biết khuyên mọi người là hãy tránh xa những trang web đen, đừng có nghe lời thủ dâm là tốt. Thật sự nó đang giết bạn từ từ chứ không phải là giúp bạn đâu. Mình chỉ muốn nói là mọi người hãy bảo vệ thân thể và làm được những điều thiện, tránh xa những việc ác ra. Và việc ác nhất chính là tự tàn phá cái thân thể mà ba mẹ ban cho mình. Mình mong là mọi người hãy nhìn mình và cảnh tỉnh, đừng phạm lỗi như mình, tới một lúc mà hối hận cũng không kịp đâu. Mình hôm nay có duyên gặp được thầy Nhuận Đức ở đây, thầy nói cho mình là đã là đàn ông á thì dám nhận lỗi, và khuyên mọi người để cùng nhau sửa cái lỗi lầm. Mình rất quý điều đó nên mình cũng không ngại đâu. Mình biết là cái đoạn này đưa lên nhiều người cũng biết, nhưng mà lỗi mình đã phạm thì mình muốn khuyên mọi người hãy tránh xa cái tội lỗi của mình ra, đừng giống như mình. Cầu xin Tam Bảo gia hộ cho mọi người tránh xa những cái thói hư tật xấu đó ra, quyết bảo vệ thân thể, sức khỏe của mình để làm những điều có ích cho đất nước, cho gia đình. Hồi đó là thanh niên cũng 60 mấy ký, bây giờ còn 50 mấy ký, tay chân khô cằn hết luôn, đúng không? Nổi một đồ đầy, người đồ nổi nhiều lắm à. Thấy không? Đây là cái tinh tủy mình nó tiêu hao, rồi mặt mày xạm hết chứ, rồi đang bị bệnh gì? Đang bị bú cổ đó quý vị, bú cổ luôn. Mà cái việc thủ dâm này nghe là nó rất nhiều triệu chứng bệnh xảy ra đó. Và nó già dữ lắm, trẻ tuổi mà nó cũng già dữ lắm. Bây giờ chú thấy, chú cảm giác là rõ ràng là da thịt chú nó khô khan phải không? Dạ. Khô khan lắm hả? Dạ, khô khan thầy. Nóng không? Dạ nóng. Lưng của con, lưng. Vâng ạ. Lưng của con cũng nổi. Chú coi nè. Quý vị coi nè quý vị. Nó sạm da chứ, khô khan rồi. Nó kinh khủng lắm à. Rồi kéo xuống đi. Người ốm o gầy mòn. Bây giờ cũng có nghe những thức giảng, rồi có đeo máy niệm Phật ở trong, đeo máy niệm Phật nữa, đúng không? Đó, nên là không biết đeo máy niệm Phật đồ. Đó, nên là những thức vừa gặp chú này, cái là những thức thấy nó có một cái nhân duyên gì đặc biệt lắm. Nó thiệt á, gặp chú một cái là nó có nhân duyên đặc biệt, những thức vừa nhìn chú. Mà cái chú này nghe, nhìn ổng với những thức giống nhau.
Hồi xưa Những Đức còn ốm với chú này giống như lắm. Nên Những Đức mới nói chú là mình là thanh niên, mình làm sai mình dám nhận điều sai đó. Cái điều sai là cá nhân của mình mong cho người ta đừng sai giống mình, chứ mình có hại ai đâu. Cái chuyện thủ dâm chứ đâu có hại ai đâu, chứ đâu có làm tại hại ai. Nhưng mà cái thủ dâm nó có cái tai hại qua cái, nó không phải trực tiếp mà nó gián tiếp. Có nghĩa là bản thân của chú làm chú gì, bây giờ công việc của chú làm nó bị ảnh hưởng, là nó tác hại với người ta, người khác rồi đó, thấy chưa? Tại vì thí dụ như mình thủ dâm là cá nhân, nhưng mà làm cho tâm trạng mình bây giờ bằng thằng ngủ cũng được, rồi cơ thể bệnh hoạn làm cha mẹ lo âu, nó cái tác hại mình mà lại nó làm ảnh hưởng người khác nữa đó. Chứ đừng có nói một cái chuyện đó mà nó không hại người, nó có hại người đó. Mà mình có khi mình nói ủa tôi thủ dâm là chuyện của tôi thì hả, tội lỗi gì? Nó có tội đó, tại vì mình làm như vậy bản thân mình bằng thằng làm ăn không được, yếu đuối bệnh hoạn, cha mẹ buồn lo, gia đình cũng lo chứ, đúng không? Nên từ nơi đó nó có tai hại còn gì. Rồi nếu mà công việc của xã hội thì mình không đạt được cái tiêu chuẩn khả năng làm việc như người bình thường, chắc chắn luôn. Như bây giờ chú ăn không ngon, ngủ không yên, bệnh hoạn gì, sao chú làm việc bằng người ta? Không bằng người ta đâu. Nên từ nơi đó, ví dụ như người như Đức bình tĩnh vậy, nó hoạt bát gì thì Những Đức nói chuyện hưng hực cái tâm. Nhưng mà cái người thủ dâm nó là lâu ngày nó nói chuyện không nổi nữa. Những Đức nói một ca sĩ nổi tiếng nghe, mà nếu thủ dâm đi sau này đố ca sĩ nó nổi tiếng nữa đó. Sao nổi tiếng? Phúc báo giảm sao nổi tiếng được? Một con người thành đạt vô cùng mà thủ dâm thế coi, người này không bao giờ thành đạt. Bây giờ cái người có vợ có chồng đi, mà mình đi ra ngoài mình gian díu người này người kia đi, mình giấu vợ giấu chồng mình đi, cái đó là gian díu giữa vợ chồng nam nữ đó nghe. Quý vị về nhà bị nói gia đình không nghe nữa, nói gia đình không nghe, gia đình từ từ suy, rồi gia đạo từ từ có chuyện xảy ra, vợ chồng từ từ chia tay, gia đình tan nát. Cái tội của tà dâm nó ghê lắm á, không có chuyện giỡn đâu. Nó nên nó làm ảnh hưởng rất là lớn. Một con người nổi tiếng thành đạt, một con người thông minh học giỏi đi mà thủ dâm thử đi. Một đứa nhỏ này nó học rất là giỏi luôn, nhưng mà nó thử thủ dâm đi, cuộc đời nó đố mà thành đạt 100% sao thành đạt. Bây giờ Như Đức nói chú có giỏi gì giỏi chứ chú gì sao thành đạt, đúng không? Chú nhắm chú gì chú thành đạt không? Dạ không, không thể nào thành đạt được, đúng không? Dạ, cơ thể con đang mệt mỏi vậy, sức khỏe mình còn không có nữa mà lấy đâu thành đạt, dạ, đúng không? Dạ. Tâm trí chú bây giờ đâu còn vực người là mạnh lên được đâu, đúng không? Giờ đầu óc giờ nhức đầu lắm, đau đầu lắm, lúc nào cũng đau. Chú nói rằng là khi chú mà gặp Những Đức cái chú cảm thấy chú nặng mà muốn quỵ xuống tại chỗ luôn. Cái nghiệp duyên á, chú biết rằng chú làm gì chú gặp Những Đức nó nói chú cũng sợ lắm chứ không phải dẫn chơi đâu. Rồi thêm cái nữa là cái nghiệp quan gia nó đi theo á, nó còn không muốn cho chú gặp Những Đức luôn nữa. Thì gặp ông này sẽ khuyên thằng này bỏ thủ dâm. Bỏ thủ dâm thì cái loài quỷ mà hút tinh khí nó đâu có cơ hội tiếp cận nữa đâu. Nên hồi nãy là chú nói là chú muốn đi về luôn rồi đó, nhưng mà nhờ cái tâm quyết là bây giờ phải gặp thầy cho bằng được. Cái tâm quyết đó mà mới gặp, thấy không? Bây giờ Những Đức nói chuyện với chú nãy giờ tâm trạng chú giờ thấy sao? Dạ giờ cũng đỡ nhiều thầy, giờ nó bình tĩnh lại, tay chân nó đỡ nặng. Hồi nãy mới vô tay nặng mà cảm giác như có cục đá mà nặng mấy ngàn ký mà nó ghì xuống, nó ghì cảm giác như người mình nó quéo lại sao. Hồi nãy lúc mà con mới vô ngồi á là giống như là một cục đá mà khổng lồ mà nó đè mình xuống, nó cứ nặng người xuống như nè. Nhưng mà bây giờ nó đã đỡ, tay chân con nó đỡ rồi, nó nhẹ nhàng hơn, nó đỡ. Nó Những Đức thấy vừa phát lồ sám hối chân thật vì người là người nó nhẹ nhàng liền. Tự nhiên chú dám nói những lời nội tâm chú ra, nói ra để mong nhiều người đừng phạm điều này. Nên Những Đức nói với vị nghe nghe, con người mình có cái ích kỷ này là tội lỗi nhất nè. Ích kỷ mà mình đã thủ dâm rồi, mình đã làm điều sai rồi, mà mình đi bảo hộ cái việc làm sai đó, bảo hộ cái việc làm sai đó để cho nhiều người làm sai, cái tội này mới nặng. Có người tạo tội chưa đến nỗi tội. Vì sao? Vì bản thân mình không hiểu. Nhưng mà đã hiểu rồi mà đi bảo hộ cái điều làm tội đó để cho nhiều người phạm theo, đây mới là đại tội. Thí dụ như bây giờ chú thủ dâm, ngày xưa chú không hiểu chú đi thủ dâm, không phải nói là tội. Nhưng mà nếu mà chú tiếp tục, chú nghe như vậy mà chú tiếp tục đi thủ dâm, hoặc là chú không bao giờ nói cái điều tội lỗi đó ra để cho nhiều người tránh, thì chú mới có tội nặng. Còn bây giờ chú nói ra đi mong nhiều người đừng
bị như vậy nữa thì chú hết tội. Nhưng đức tin chắc rằng chú sẽ có sự thay đổi liền, chắc chắn luôn, sẽ thay đổi liền. Chú này là có tương lai thay đổi tốt nè. Tại vì sao? Chú dám nói ra. Những đứa gặp bao nhiêu người giỏi lắm, người ta viết một tờ tin nhắn thôi, chứ người ta không bao giờ dám đối diện sự thật. Còn bây giờ chú gặp những đức, chú dám đối diện sự thật. Vì chú thấy con người những đức, tuy bây giờ những đức cũng nổi tiếng, mà những đức dám nói điều sai của mình trước mọi người luôn, để mong nhiều người đừng làm điều sai đó. Và suy nghĩ đi, nhiều người người ta nghe những đức giảng, người ta nói ông thầy này ngày xưa ông còn sai gì, ông còn tu được. Vậy thì mình sai mình vẫn tu được, người ta cảm thấy người ta đứng lên. Còn nếu như những đức nói cái gì những đức cũng ngon chứ, người ta nói ông thầy này thiện căn dày lắm, ông tu được, ông sửa được. Chứ bản thân mình sao sửa được, người ta chìm luôn sao. Nên mình nâng người ta lên, mình nâng người ta lên. Con người ai cũng có cái sai, mà sai mà biết sửa là người tốt. Còn hơn những người mà mình đã làm việc thủ dâm mà mình còn đi chỉ người ta thủ dâm, hoặc là mình làm điều đó vậy mà mình còn không nhìn ra sự tối tăm mù mờ của mình, đó mà đáng sợ. Tối tăm mù mờ đó mới đáng sợ đó. Chú không phải là kẻ mù mờ, vì chú dám đối diện sự thật. Những đức nói chú là người quân tử, chú làm điều sai mà chú dám nói điều sai của chú. Mà việc này khó nói lắm á. Có khi chú nói cái việc này có nhiều người người ta không hiểu công việc của chú ảnh hưởng, người ta phế chú luôn. Nhưng mà con người chúng ta dám chấp nhận sự thật của nó có nghĩa là nếu người ta hiểu thì người ta càng quý chú hơn. Tại chú dám đối diện sự thật. Con người đàn ông này nè đứng lên được nè. Người đàn ông này mà đứng lên là thành công. Tại vì sao? Mình trải qua rồi. Từ đây vì sao mình sẽ không phạm điều đó nữa? Mình trải qua rồi. Bây giờ bệnh đau tùm lum hết trơn, bú cổ rồi, cơ thể nổi mục tùm lum tùm la, da thịt héo hon bèo nhèo. Chứ chú này mà ông mập lên cũng được trai chứ đâu có tệ đâu. Nó không có nhọn chút thôi giống như đứt. Mà ông này có duyên. Mập, yên tâm đi, nó mập. Ha, thấy gì? Lúc ngồi ở cơ quan ấy, con thề nè. Lúc mà sau khi con đọc sách của sư tổ xong, lúc đó con hận bản thân mình lắm. Con thề là từ giờ tới ngàn kiếp về sau, nếu con còn thủ dâm thì con nguyện chết không tàn thay. Con thề vậy đó. Rồi mà nếu lúc đó con chưa biết được là cái giới tà dâm là gì, nhưng mà con có lời nguyện của con á, là đầu tiên á là nếu con còn thủ dâm tà dâm thì con xin nguyện chết không tàn thay. Còn nếu con có vợ thì con cũng xin nguyện là giữ trọn giới không tà dâm. Còn nếu con có cơ duyên xuất gia thì xin cho con được tội nguyện. Thì lúc đó cái cánh cửa phòng ở phòng trực của con đóng lại. Cái lời thề của con là con đọc được trong sách của sư tổ, nên là con rất coi trọng lời thề đó. Thì nhưng mà con đi ngủ là con rất hay là vẫn hay bị là cái chứng bị mộng tinh. Là do chắc là do tác hại ngày xưa mà con đã gây ra. Dạ. Bây giờ không có thủ dâm nữa nhưng mà nó bị mộng tinh. Dạ. Tác hại của thủ dâm. Thủ dâm lâu ngày á. Dạ. Giờ nó bị thêm cái đó, đúng không? Dạ. Với thêm nữa là mình làm gì đó, cái loài mà quỷ hút tinh khí nó theo suốt. Khi chú mộng tinh thì loài quỷ nó cũng hút tinh khí đó. Nếu nói về nhân quả nó không đơn giản đâu. Cái cõi này là cõi phàm thánh đồng cư độ mà. Bao nhiêu loài quỷ mị nhiều lắm. Mình vừa cái tâm gì sai quấy là nó đến liền. Ghê lắm, thấy không? Dạ. Mà bây giờ á, bây giờ chú á, những đứa khuyên chú. Trước nhất bây giờ là giải quyết vấn đề tâm tư và sức khỏe. Vậy thì tương lai chú nó mới có. Thấy không? Nói về là thề chứ thật sự đó là lời nguyện đó. Để nó vực chú lên, mạnh lên. Để đừng đi làm điều sai nữa đó. Ý là vậy đó. Thấy không? Nên nhớ là nếu mà chú được có thời gian đó, chú đi đến đây những đức sẽ giúp chú là chùa mình, tại vì Nam nó đông, bên kia nó rất là đông, nó có một hội chúng.
nó giúp cho chú gần nhiều người có năng lượng, để nó vượt chú lên, người phát triển lên, nó có năng lượng lại. Tại bây giờ mà nếu mà cái đà này mà chú bước ra xã hội thì có khi nó không gặp thiện trí thức bạn bè mà để mà cởi mở với mình. Nên nếu mà chú gặp những đức qua cơ duyên này, khi mà chú đi về đó, chú suy nghĩ cho thật là kỹ lời những đức nói. Nếu mà chú sắp xếp được công việc sau đó, chú đến đây chú ở cộng tu thử từng đi, những đức sắp xếp chú qua bên chùa bên kia kìa. Nam rất là đông, ai cũng là người có năng lượng hừng hực à. Mình gần nhiều người vậy đó, để mình tích năng lượng lại, rồi mình làm công quả trong chùa, mình dụng công tu, nó sanh phước duyên cho chú. Thời gian chú ngủ được, thời gian chú mập mạp nó liền thay đổi hoàn toàn luôn. Nhân đức nói nếu mà chú vô được chừng một tháng thôi, chú hoàn toàn chú thay đổi liền. Tại vì chú gần quá nhiều người rồi, thiện chí thức. Bây giờ chú nói chuyện nhân đức một chút thì chú thấy chú bình tĩnh, chú nhẹ lại liền. Không chi mà bây giờ chú được ở trong chùa luôn, mà chùa 700+ người nó hoàn cảnh nó tích năng lượng, đi đâu cũng nghe niệm Phật chứ nha. Nó gần rất nhiều người tu, nó làm cho năng lượng chú tăng lên. Chứ bây giờ như đức nói rằng bây giờ chú cái đà này chú khó vượt qua, chú bằng thằng hoài, mệt mỏi với xã hội thì chú biết rồi đó, nó tiêu hao năng lượng nhiều quá, nhiều cái tác động quá. Nó, nếu mà mình được gần gũi chùa chiền để mà chú hồi phục cái tâm tối lại đi, khi chú khỏe rồi lúc đó chú muốn làm thì chú làm, muốn đi tu thì đi tu, muốn làm gì làm, chuyện của chú. Nó mình bỏ được cái điều sai quấy để làm lại cuộc đời, đây là đặc biệt chứ. Đó là những đức mở cho con chú con đường đó, chỉ chú con đường đó, khai sát cho con đường cho chú. Như bản thân những đức ngoài đời ngày xưa thì những đức thì nó trắng ra không có thủ dâm, nhưng mà những đức lại thích ăn nằm với người nữ đồ này kia, cũng là hao tổn chứ giỡn đâu. Nên từ nơi đó nó ngu si ăn nhậu, vậy mà đi vô trong chùa là những đức lo tu hành, nó hồi phục năng lượng lại liền. Bây giờ những đức nuôi 2000 con người ta. Nó những đức nói điều sai có đâu, chú nói điều sai là chuyện bình thường. Tại vì sao? Chú chưa học đạo, ai cười chú? Người nào mà cười chú thủ dâm thì người đó tào lao, người đó sai. Vì người ta không hiểu nên ta làm sai, mà giờ người ta dám nói điều sai, người ta đi cảnh tỉnh nhiều người là người ta đúng. Còn những đức ngày xưa chưa hiểu, những đức cũng làm sai. Bây giờ những đức hiểu rồi, những đức quay đầu, những đức làm thiện. Nó nên có hai loại người mà Phật tán thán. Một loại người là cả đời không làm sai, một loại người làm sai rồi quay đầu. Bậc trượng phu là như vậy đấy, chứ ai mà không có sai. Trên cuộc đời này không ai hoàn toàn đúng, mà cũng không ai hoàn toàn sai, thấy không? Nên những đức nói rằng là nếu chú nghe lời những đức thì chú về chú sắp xếp đi, chú lên đây những đức sẽ sắp xếp giúp giùm cho chú. Chú hồi phục tư tưởng lại, chú hoàn toàn chú khỏe lại, chú có một hoàn cảnh để bình an cái tâm chú lại. Rồi lúc chú muốn làm ăn cái gì chú làm ăn được, chú mập mạp lên liền, sáng sủa liền à. Chú coi hình như đức ngày xưa nó có ốm, nó còn xấu hơn chú, ốm nhơm nhấp thì ghê lắm. Chú mà coi cái bài giảng như đức ngày xưa mà cách này 7-8 năm, chú coi chú thấy ghê lắm. Như đức còn hô hơn chú, nó còn ốm hơn chú luôn, kinh khủng lắm. Như đức chỉ có 49 kg à, 49 kg đúng chưa? Bây giờ như đức 76 kg, 76 kg, ở đó 49 kg. Cả anh em bà con đến gặp như đức còn kinh ngạc mà, thay đổi hoàn toàn luôn đó. Ngày xưa nhậu nè, gái gú nè, hư hỏng đủ chuyện luôn, đêm nào cũng nhậu, nhậu xong là đi tìm người nữ ghê lắm. Nên từ nơi đó mà phước báo như sạch luôn, không được một cái gì. Nhưng khi tu hành nó hồi phục lại, tự nhiên bây giờ nuôi 2000 con người ta, giảng pháp mấy chục ngàn người coi, thấy chưa, thay đổi chưa? Cuộc đời của người ai ngờ được cái gì. Nên những điều như đức chia sẻ đây á, cho tất cả nhiều người nghe luôn, đến chi ai cũng có cơ hội để quay đầu, ai cũng có cơ hội để mình hồi phục lại bản thân mình. Bản thân mình có muốn hồi phục hay không thôi, cái quan trọng là bản thân mình muốn hồi phục hay không, hiểu không? Đó là cái quan trọng. Nên ai mà không có làm sai, mà mình có quay đầu hay không mới là quan trọng nè, thấy không? Chứ làm sai thì ai không làm sai. Nên những đức nói chú làm sai mà chú dám nói ra gì, còn hơn bao nhiêu người có khi ca sĩ đồ nổi tiếng mà dám nói không, dám nói tu gì không, mà còn khi nói thủ dâm là đúng nữa chứ. Sao chú thấy thủ dâm đúng không? Dạ không.
đó là tàn phá thân thể mình đó. Mà ngày xưa chú nghĩ đúng không? Ngày xưa gì nghe báo nghe đài nói, người ta nói là thủ dâm là giảm stress rồi, mà đâu biết đâu là cái đó là không phải đâu đó, cái đó mới là điều sai á. Bây giờ tác hại quá lớn không chung? Dạ. Bản thân chú tiêu tùng mà còn gì nữa? Giờ người thân thể rồi đầu óc nó cũng đau nhức nữa. Người mệt mỏi mà làm cho mọi người cảm thấy bất an. Mà chú là có bạn gái chưa? Dạ, hiện con cũng đã có một cô bạn gái, nhưng mà hai người lúc nào cũng xảy ra vấn đề, không có khi nào mà được hòa hợp hết. Mà gia đình bên chỗ mẹ con thì cũng không thích. Nói chung là nó cứ lục đục. Mà gia đình của con thì cũng không có lúc nào mà yên ổn an vui á. Cứ về nhà là cảm thấy khó chịu à. Về nhà là cảm thấy bực bội, cứ muốn đi. Có nhiều đợt mà con muốn bỏ đi luôn á, con muốn đi tu luôn á, thật sự. Cứ về nhà là người nó khó chịu. Không, mà chú nghĩ đi tu cũng là đúng, cũng hay. Chứ gặp có những người ta buồn á, ta tự tử chết. Dạ không. Còn mình thì nghĩ đi tu là tốt, thấy không? Dạ. Tại con biết là ở trong chùa, con biết ở trong đó con sẽ thay đổi được. Chứ con ở ngoài đời là con không thay đổi được. Cứ ở ngoài đời con mệt mỏi lắm. Nhiều chuyện nó xảy đến lắm. Có khi những cái hư hỏng, cái sai người ta, mà có khi sau này người ta trở thành người đặc biệt trưởng thành. Phải giỡn đâu. Nên ta lãng tử quay đầu quý hơn vàng. Quay đầu đi. Ta nhận thức nãy mở cho chú con đường rồi đó. Con đường sáng đó. Giúp cho chú, tạo chú lại một cơ hội mới luôn, thay đổi luôn. Nhà Đức năm 29 tuổi đi tu, còn chú năm nay 33 tuổi à. Bây giờ chưa phải nói cái tiếng đi tu gì quá cao đi, mà chú đi vô chùa để hồi phục lại đi. Rồi chú muốn làm ăn cái gì, nếu chú muốn ở ngoài đời thì chú bước ra đời, tùy chú. Còn bây giờ chú phải hồi phục lại. Chứ bây giờ như bản thân chú, nhà Đức thấy chú không có làm ăn gì đặc biệt đâu, không có làm được đâu. Bây giờ nó bằng thằng ngủ không được, mai mốt công việc làm không được, người ta cũng phế mình. Nên bây giờ mình phải hồi phục lại, phải tỉnh táo lại, phải phấn chấn lên lại, phước duyên tăng lại, rồi sau này học Phật luôn. Rồi lúc đó chú làm cư sĩ ngoài đời, chú vẫn thành đạt, hồi phục liền. Người ta nói có xương sợ gì cũng có thịt. Con người mình còn bộ xương, còn được trí óc là chúng ta còn có thể thay đổi cuộc đời. Nó, có một chú, ông đi qua bên nước ngoài, bên ông làm lao động, qua bệnh cái ông chích xì ke. Mẹ khổ đau vô cùng. Khi chú về được tới nhà là cũng mừng lắm. Xong á, khi mẹ dẫn qua gặp Những Đức nói đúng một câu. Những Đức nói bây giờ chú muốn ngước mặt nhìn đời hay chú muốn cúi mặt để mà sống, chú chọn đi. Chú muốn ngước mặt nhìn đời không? Dạ con muốn. Chú muốn sửa sai không? Dạ con muốn. Bây giờ Những Đức giúp chú phải cố gắng. Dạ. Đưa qua chùa bên kia cho ông cố gắng. Qua bển luôn. Gần 2 năm nay bỏ luôn. Hồi phục lại mập mạp, khỏe mạnh, ngon lành luôn. Thấy chưa? Nhân Đức thì nói mạnh mẽ lắm, không phải nói chuyện dịu dàng nhẹ nhàng như người với thầy khác. Nó thẳng vậy đó. Nhân Đức dám nói Nhân Đức sai, thấy chưa? Chú nói sai là bình thường, Nhân Đức nói sai mới chuyện này nó mới phi thường nè. Tại Nhân Đức có tiếng tâm công chúng xã hội. Bao nhiêu con người nghe Nhân Đức giảng, Nhân Đức dám nói mình gì? Để cho nhiều người sai người ta sửa sai. Nên người nhiều người sai mà không dám nói là bản thân mình chửi cái tội. Bây giờ chú nói ra là chú xả tội rồi đó. Xả ra rồi đó, hiểu chưa? Còn như sao nó để trong tâm hoài. Tội tạo từ tâm mà phước tạo cũng từ tâm. Bây giờ mình làm sai là từ tâm khiến mình. Bây giờ mình nói ra thì điều sai này mong nhiều người đừng làm sai, là chú giải tâm, giải tội. Thấy không? Nên mong nhiều người nghe công đoạn này nghe. Thủ dâm là một cái tác hại cực kỳ lớn, như Đức đã nói rất nhiều lần. Và có nhiều bài giảng như Đức đã từng giảng nói cho vị nghe đó. Vì như Đức đã thấy rất nhiều người tuổi trẻ mà già trước tuổi luôn. Da mặt khô khan cằn cọi, nhăn nheo hết, lưng khòm xuống luôn. Thủ dâm đến mức mà nếu tiếp tục làm lưng khòm xuống luôn, như ông già vậy đó. Rồi tự nhiên người hôi hám, bạn lành tránh xa, bạn ác tiếp gần gần. Những người thủ dâm nó chơi chung nhau kỳ lắm. Rồi bạn ác nó tìm mình, bạn thiện tránh xa. Lúc nào cái tư tưởng cũng nghĩ về tới cái vấn đề mà dâm dục ấy. Mà mình niệm Phật thì niệm nhưng mà không kiểm soát được, nó cứ hay nghĩ tới những cái trường hợp đó. Nên là
lâu ngày riết muốn bị thần kinh luôn á thầy. Nhiều bữa mà con nằm con ngủ không được á, tại cái con kiểu như có nhiều đêm mà thức tới sáng luôn thầy. Nó người nó giống như là bị khùng khùng điên điên luôn á, gọi là không thể nào chịu nổi nữa. Nên là bữa nay mới quyết tâm con lên gặp thầy. Lúc nãy cộng tu ở dưới mà cứ muốn bỏ về, cứ có gì đó thôi thúc muốn bỏ về, nhưng mà không, con nói thôi phải lên gặp thầy để được nói ra cái lỗi lầm của con cho mọi người phản tỉnh lại. Cái con người mà khi mà tinh khí thần mình bị hao tổn đi đó quý vị, con người nó bằng thằng lắm, đầu óc mình lu mờ, con người nó không còn thông minh nữa đâu, nó nghĩ toàn là nó nghĩ tà dâm thủ dâm được không, giết nó bị chiếm hữu cái tâm mình luôn, ghê không? Nó tự nhiên con người mình nó mù mờ. Nên như Đức nói vì có nổi tiếng cỡ nào đi chăng nữa mà quý vị đã dính vô thủ dâm, vì tiêu 100% vị sẽ tiêu chứ vị thấy. Mà cuộc đời quý vị hiện đời nó quỷ phước duyên nghe, mà cuối đời còn đọ nó đó. Chú đọc trong cái quyển sách mà âm lực vô tình chú biết mà, cái tội thủ dâm nó tác hại cuộc sống và tác hại khi chú chết đi làm sao chú biết mà, đúng không? Những đứa đã từng giảng cái quyển sách mà âm lực vô tình hồi xưa, mà do trong quyển sách nó nói quá ghê gớm, nói quá rõ ràng, nên khi những đứa giảng lên nó cũng ghê gớm quá, nên những công đoạn đó những đứa ẩn nhẹm qua bên luôn. Tại nhiều người nghe tao không hiểu, tao nói ông thầy này giảng kỳ quá, tại vì trong quyển sách nó nói rõ ràng đó, đúng không? Nó nên từ nơi đó mới bị biết rằng là hôm nay có người thật việc thật cho vị, để những đức làm cái đoạn ký sự này, để mong rằng nhiều người mang cái nghiệp thủ dâm nên quay đầu sám hối, sửa đổi lỗi lầm. Những đức nói chỉ cần ngưng lại là nó tích lại liền nha. Ngưng lại nhưng mà phải có cái pháp tu nghe, phải có một ngôi tam bảo hỗ trợ mình, niệm Phật lễ Phật, gần nhiều người thiện thì nó tăng trưởng nhân duyên lên. Còn nó mà không gần nhiều người thiện là nó tiêu luôn á. Ngoài lâu lâu thời gian nó buồn buồn cái rồi nó tiếp tục nó nghĩ đến nữa. Mình nói mình quyết định mình bỏ, nhưng mà lâu lâu mình cưỡng lại không được, rồi lâu nó buồn nó khiến mình phải làm vậy đó, đúng không? Thôi thúc thầy. Nó cứ thôi thúc là có nảy sinh cái ý định tự tử. Trời, không tìm ra lối thoát được thầy. Cứ lúc nào là cũng phải cái gì cũng bế tắc mà gia cứ muốn là báo hiếu cho cha mẹ nhưng mà không được. Cứ mỗi lần mình nghĩ vậy là cái tư tưởng mình nó cứ xúi mình đi làm bậy không à. Thật sự là có nhiều lần mà con đi đường mà xe cộ mà nó cứ muốn ban như không á, mà con cố gắng con niệm Phật để bữa nay mà có được nhân duyên gặp thầy. Mà chưa thấy làm ăn nó cũng đâu có thành công gì đâu, đúng không? Dạ không. Không, cái sức khỏe mình còn không có nữa mà làm ăn gì thầy ơi. Đúng rồi. Bằng thằng mà chú thấy mà trong cái sở làm việc của chú, người ta nhìn chú người ta cũng thấy ớt. Dạ. Thiệt luôn. Người ta nhìn thấy người ta thấy tội, thấy thương. Thật sự mà nói, người ta thấy tội nghiệp mình, nhưng mà thật sự nếu mà nói về tạo điều kiện cho mình mà để làm ăn người ta không dám đâu. Thì nhìn chú tạo điều kiện gì giờ? Nên bản thân chú nó cái duyên phước xã hội chú hàng ngày giảm đi. Và thật sự mà nói, cái người mà người ta mà muốn giúp đỡ chú, người ta cũng dám nữa, tại vì nhìn chú giúp gì giờ? Bản thân nó còn không có sức khỏe giúp gì, đúng không? Từ ngay cái tội thủ dâm mà ra, tổn tinh khí thần mà ra, ghê không? Nó nhiều người mà những đứa nó cái tội nặng của cái người mà nói cái việc mà thủ dâm là gọi là xả chết là tốt. Tội này nặng lắm, tác hại tai hại cho bao nhiêu lớp trẻ. Những đức nó rõ ra cái lời nói đó là lời nói quỷ diệt lớp trẻ gì sao, quỷ diệt những mầm non cho đất nước, đúng không? Dạ. Chú công nhận không? Mình còn con còn cháu của mình, còn bà con lối xóm, mà những đứa con cháu trong họ hàng mình đó, mà mình không nêu ra cái tác hại của nó, mà mình còn khuyến khích nó vậy, đó là hủy hoại cả một cuộc đời, cả một thế hệ. Thế hệ phải không? Dạ. Mà chú thấy thủ dâm này phải là hủy hoại thế hệ phải không? Quỷ hoài cả một đất nước luôn, cả một loài người. Nên là nhất quyết là phải cảnh tỉnh, tránh xa ra. Bây giờ riêng bản thân chú, nếu như một người nam nhi như chú mà thủ dâm gì, chú thấy chú có làm được việc gì cho xã hội đất nước không? Không làm được gì hết thầy. Bản thân chú còn chưa xong sao làm, đúng không? Dạ. Nó rất là tác hại. Nên là khi mình biết rồi mình phải tránh xa ra. Tránh xa. Đừng có nghe lời trên báo trên đài nói, nguy hiểm lắm. Ghê.
Đó, quý vị thấy công nhận không? Nó nhận đức với chú này nó có tư tưởng. Chú này cũng có tư tưởng này, nhưng mà cái ban đầu của chú nó bị giống như gặp cái sai. Chú ban đầu á lao theo cái sai luôn. Những đức ngày xưa lên phố gì đó lao vô cái sai luôn. Khi những đức quay đầu lại gặp cái đúng là những đức hướng đến đúng. Bây giờ chú quay đầu gặp cái đúng không? Hướng đến đúng đi. Là chú nên người liền, không nói vòng vo. Vì mình đã kinh nghiệm rồi. Mình kinh nghiệm cái hư đó mình tránh thôi. Bây giờ mình bước lên được giống như một kẻ mà té dưới biển á, nó lụm chùm, mình chỉ có ao ước cái là mình leo lên được trên bờ. Mà khi mình leo lên được trên bờ mình mừng ghê lắm. Mình sẽ biết chân quý khi mình được leo lên bờ, đúng không? Nên nói với vị nghe nghe, cái người mà nói rằng thủ dâm mà là đúng, thủ dâm là tốt, thủ dâm mà xả chết đó nghe, quý vị dùng lời nói này là quý vị tác hại cho thế hệ con em. Một con người mà mất đi trí tuệ thông minh thì không bao giờ chúng ta gây dựng cho một đất nước chúng ta tốt đâu. Bây giờ như chú này bây giờ nè, thủ dâm mà bây giờ bèo nhèo da đồ khô khan cằn cỗi chứ. Quý vị coi bây giờ chú này làm sao ổng có thể ổng giúp cho xã hội đất nước chúng ta tốt. Mình là một công dân, mình là một người thanh niên mà nó phải bình tĩnh, nó phải mạnh mẽ, nó phải quyết đoán. Mà cả mà mình nói ví dụ như mà giặc giả đến bây giờ những con người này mà làm sao cầm súng ra chặn được. Vừa bước ra giặc nó bắn cái bùm chết queo, yếu xìu sao chạy ra, đúng không? Nó phải không? Phải tác hại chưa, mà do thủ dâm mà ra đó. Đó có người thật việc thật đó quý vị. Nên cái người mà nói cái câu này rút lại đi. Tại vì sao? Những đức nói quý vị đọc trong quyển sách Âm Lực Vô Tình đó, có công đoạn. Cái người mà đóng phim mà đòi trị, đóng phim đen, rồi chụp hình mà hình ảnh mà lả lồ quảng cáo, cái đỏ của họ không biết chừng nào ra luôn. Tại vì người coi qua là khởi tâm dục vọng, coi qua khởi tâm dục vọng. Có khi coi phim đen mà cả coi mà trong gia đình người ta coi mà cha dám hại đời con gái, nó coi nó tác động đến mức vậy đó. Nên cái tội lỗi của đóng những bộ phim đó nó kinh lắm. Nên nó là hoa hậu người mẫu đồ mà nói mà hình ảnh mà lả lồ để chụp hình quảng cáo rồi đó, ghê lắm. Về sau đa phần những người đó bị bệnh, những loại bệnh kỳ cục lắm. Tại vì sao? Hình ảnh của mình là nhìn hình của mình đưa ra để cho nhiều người người ta khởi tâm. Một người phụ nữ và từ nên không hề giảng bạn đồ hở hang đi ngoài đường, đi một vòng thôi là chồng vào tâm người ta là tâm địa ngục. Nên quả báo của mình phải chịu rất là lớn. Nó nên từ nơi đó nếu mà học Phật mà kỹ ra, quý vị sẽ tự nhiên giữ được duyên phước của quý vị và cuộc đời quý vị càng ngày càng tốt lên. Nó nên những đức nói rằng những người bây giờ, nhiều người người ta có học thức nhưng mà người ta lại không tin nhân quả. Người ta lại đưa ra những tư tưởng mà hại người, không phải trực tiếp mà gián tiếp, quá kinh khủng. Thủ dâm mà nói là đúng là tốt. Có những người thủ dâm lại che giấu cái điều đó của mình. Ai nói đến thì chửi người ta, nói người ta mà không biết cái này là tác hại. Mà những đức gặp một vị ca sĩ này cũng nổi tiếng, mà khi nghe những đức nói đến thủ dâm, ổng nói một câu: như vậy thì tôi lúc 10 tuổi chưa có gia đình vậy chứ, rồi tôi khởi tâm vậy tôi không thủ dâm sao tôi chịu nổi. Quý vị coi, mà con người nói lên một cái câu nói vậy đúng là đáng thương thì tội nghiệp thiệt, mà cũng nổi tiếng đó. Mà ưa là cắt những cái đoạn ngắn ngắn của những đức nói những đức này kia. Những đức nói rằng mình phải nhìn nhận cái việc làm của mình nó sai, sai rồi bản thân mình để sửa. Và cảnh tỉnh nhiều người thì mình càng là bậc quân tử. Cái người mà làm sai mà dám chấp nhận mình sai là người quân tử, dám đối diện sự thật để vượt lên chính mình. Còn nhắc nhiều người, tại vì ai mà không có sai, không ai hoàn toàn sai mà cũng không ai hoàn toàn đúng. Đó nên chúng ta không dám tự hào gì. Nhưng mà những đức rất là quý chú, chú dám nói những điều này để làm cái nền cho những đức đem những công đoạn này chia sẻ để giúp cho nhiều lớp trẻ nhận thức đi. Và nếu lớp trẻ nào đã mang tội thủ dâm mà nếu các con không tin, các con cứ tiếp tục làm như vậy, các con hãy nhìn cái triệu chứng của bản thân các con: y ren, da khô khan, bạn bè tốt tránh xa, sự nghiệp bị ảnh hưởng. Dù các con học rất giỏi nhưng các con sẽ không bao giờ thành đạt. Khi các con gặp những trường hợp này, các con hãy nhớ lời của những đức khuyên các con: quay đầu đi, chân thật quay đầu đi. Và các con nên tìm hiểu đến đây và có phương pháp tu để nghe pháp, để sửa đổi lỗi lầm, để làm lại cuộc đời, vậy thì đặc biệt quá. Còn những người đã mang tội thủ dâm rồi, chúng ta hãy nhìn nhận về bản thân và sự nghiệp của chúng ta có bị ảnh hưởng hay không. Nếu chúng ta phước quá dày nó chưa ảnh hưởng, nhưng mà chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng, chắc chắn luôn. Rồi lúc đó mình nên nhắc nhở nhiều người đừng làm những điều đó. Nếu mình có sức ảnh hưởng, mình dám nói ra thì
cảnh tỉnh rất nhiều người sửa đổi lỗi lầm, phước duyên mình sẽ tăng lên rất là tốt, không có tác hại gì đâu. Thật sự mình làm sai thì mình nói mình làm sai thôi, ai cười mình mặc kệ người ta, bản thân mình phải dám đối diện sự thật, như bản thân những đức cũng vậy. Nên nguyện Tam Bảo gia hộ qua những cái công đoạn này giúp cho rất nhiều người và lớp trẻ có mang tội thủ dâm nên dừng lại càng sớm càng tốt các con. Bạn này 7 năm giờ tiêu hao tinh khí thần, bây giờ cơ thể bệnh hoạn đủ chuyện, da thịt khô khan, tóc bạc hết, bây giờ nhuộm màu đen. Các con thấy tác hại chưa? Các con đừng nên tiếp tục nữa, hãy dừng lại đi. Vào chân thật quay đầu đi. Những đức làm cái đoàn ký sự này cũng nhờ chú này. Từ nơi đó cũng nguyện Tam Bảo gia hộ cho chú có một tâm lực, nguyện lực mạnh lên, dước lên chính mình, nhờ cái duyên phước này giúp cho chú để quay đầu chân thật 100%. Như như lời những đức khuyên chú vô chùa ở thời gian để gầy dựng chính mình lại, hồi phục tâm tư mình lại. Rồi sau này tùy chú chọn con đường nào chú chọn, lúc đó sẽ tốt cho chú. Nguyện Tam Bảo gia hộ cho tất cả những người phạm điều sai lầm nhờ Phật pháp mà sửa đổi lỗi lầm để sống tốt đẹp, sống an vui và sống có ý nghĩa và chân thật niệm Phật. Phải về thế giới cực lạc, về cực lạc mới hết khổ. Nhớ, nhớ Phật thì chuyển nghiệp, quên Phật thì bị nghiệp chuyển. Nhớ nha. A Di Đà Phật. Chúng ta hồi hướng đi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.